ra Bắc từ Bắc vô Nam. Bạn ơi hãy nhớ ghé về Phan Giang, nơi đây nắng vàng biển biếc, gió lòng hàng cây trao nghiêng, biển lung linh trời mênh mang. Thành phố tôi sung sức sông ngập tràn, tôi yêu Phan Giang, yêu những hàng cây vương mình chắn gió, những con người vất vả rừng xây để có hôm nay, để hôm nay dạo quanh thành phố giản dị vương cao giữa trời xanh lòng gió.
lòng vui đông đưa trái ngô, bầy chim bay đến ríu rít cùng hót vang như chiều về trên bến sông. Thuyền ai con sóng trao bập bồng, hương em mơ đó. Còn mưa trên làn tóc xanh tuổi thơ, lòng em vẫn vô phai mờ. Đến phân ra có những đồng lúa mới chín vào mến yêu, những con thuyền. Chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn có ngày làm việc cuối tuần vui vẻ và hiệu quả. Đến với chương trình truyền hình buổi 5 giờ 30 đến 11 giờ thứ sáu ngày 13 tháng 3 năm 2020 gồm những nội dung chính sau đây. 5 giờ 30 chương trình Ninh Thuận ngày mới, 6 giờ 30 giải trí 5 phút, 6 giờ 35 bản tin cùng nông dân ra đồng, 6 giờ 40 chuyên mục pháp luật và cuộc sống, 7 giờ phim Colombia đệ nhất phu nhân tập 51-52. 8 giờ 35 hộp thư truyền hình, 8 giờ 50 mỗi tuần một địa chỉ, 9 giờ phim Hàn Quốc bước đến ngày mai, tập 65-66. Bây giờ mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi nội dung chương trình truyền hình buổi 5 giờ 30 đến 11 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Thế Hùng và Đoan Trang kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Ninh Thuận ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận thứ sáu ngày 13 tháng 3 năm 2020. Chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay sau phần tin trong tỉnh sẽ có những nội dung chính sau. Bản tin duyên hải miền Trung Tây Nguyên. Chuyên mục sản phẩm đặc thù Ninh Thuận. Điểm đến Ninh Thuận. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trong tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng qua, Chi bộ Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Ái tổ chức đại hội lần thứ 5 nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội được đảng bộ huyện Bắc Ái chọn làm điểm để chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc trong thời gian tới. Đến dự có đồng chí Cao Văn Hóa, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Chi bộ Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Ái hiện có 21 đảng viên của các cơ quan, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện, Hội chữ thập đỏ huyện, Hội đồng y huyện. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Ái đã thực hiện tốt công tác tham mưu,